không cần chùm, cứ bánh khéo đôi rồi sau bánh sốc cái giật phát đéo chúng vào đấy kéo cứ chừ nữa một phát ăn một luôn phát này ốm mía to nào vứt ra luôn nghèo hoa thì nghèo hoa sốc đây mía to đi kilo vứt ra luôn cho lên tráng làm gì nữa bắt hết mấy kia lắm không cần phải ấy cứ thế bát anh còn sốc riêng bắt hết còn nước riêng sốc phải bắt hết này thôi kia mà ông bị chim nó gặm này ăn đấy sốc mì chép lọc cả đầu đấy cả nó không cần gì sang đây đây lọc cái nào thì lọc thôi đây không nữa đấy tao sẽ là tiến tốt không thấy đó đó đây này sẽ đấy cho chủ ao thả nhiều lắm không bạn này nhiều như này kinh nhủ khi mẹ nhiều rồi nhiều rồi tầm 2 tấn ơi giời nào đây nhà to đây đây nhà to đâu đến đi cắt nghèo hạ đất ô từ ô một con đi đây đây cắt đây 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 cắt từ ô một con nghèo nhiều thật đấy để bắt trên này đây ông nào mua lấy chùm mới bán đây đâu lấy chùm về mấy con này nhà anh Tấn nhỉ mấy con rồi 5 con 6 con 6 7 mẹ không phải đếm bảo đây mẹ 100 con mẹ yêu con cá mè này chắc bị oánh nhiều sao này mè, trăm con mè không phải đếm, mè đây là của em rồi, ấy Tuấn, này không xí cho Tiến sắp bảo, nhiều cả lục về, nhiều cái, con mè này, con này béo rồi, đây trong cái gì, mè này của em hết, bắt luôn từ đầu đi, con nào, bắt luôn từ đầu con nào to, bắt luôn không tí lại không có, trăm con hết thế nào, trăm con to, bắt luôn còn đâu, tới đây, trăm con sắm tới đây, đây đây cứ lên, em phải luôn chấm đó. Chấm tôi đúng rồi. Ôi thế xí mua được không để săn à? Thả thôi bán cho người ta. Không bán được mua. Chuyển đây chuyển lấy 2 xoát đây để tất cả cá để đổ đây các. Bao đem con chấm to. À đây có cần thủ đến rồi. 2 xoát đen này hả?